ơi. Đang mến chào quý vị chú bác đằng sau và anh chị em nông nghiệp nha. Giờ thì đang chuẩn bị đi cắt lúa các bạn ơi. Qua đây ngồi coi hai cao thủ ngồi câu luôn các bạn. Hai cao thủ mấy cổ các bạn ơi. Đây, hai cao thủ ngồi câu giật cá rô các bạn. Đây. Cao thủ này thấy quen mặt quá ta. Sao không chào hỏi anh em với chứ vậy? Ồ. Có gì chưa? Cá rô các bạn ơi. Trời nắng quá ta. Không có cá rô mè á. Để phao chìm chút á. Nó. Ôi trời, giật đã tay luôn ấy. Cái phao đấy mê luôn á. Giật rồi ít mồi á. Nó ô gớt luôn rồi nè. Nè đây cái gù quá trời bự luôn các bạn ơi. Dòm bự quá trời bự luôn đây các bạn. Ô cái bàn tay mình giống như cái bàn tay bắt tổ luôn các bạn. Con cá rô hết cho nói chín các bạn ơi. Cá rô này cá rô nhỏ không các bạn. Con này chiên sầu gặp lưỡi câu bự nữa. Cứ nhẹ xíu để xuống ăn các bạn ơi. Ăn nhấp nhấp không các bạn. Nó dính nữa các bạn ơi. Dòm không thấy cá rô luôn kìa. Cục mồi đó, cục mồi để hoài luôn á. Rồi hết rồi, lần này hết rồi. Chết không bạn à. Tình hình không êm. Cái nhỏ hay không. Đổi chỗ rồi. Cái phao nó để xuống. Mới để xuống nó giật kéo luôn. Rồi dính rồi. Phao thấp quá. Kéo lên. Mai lấy cần câu mình qua nữa quá. Mà mai không biết cắt đầy không nữa. Lấy qua. Hả? Đây à. Nó vỗ mình tay vậy. Đó, hai cao thủ qua đó các bạn ơi. Hai cao thủ đang đi tới các bạn. Đây. Tới cao thủ này tới rồi. Cá mà tôi nuôi mấy ăn câu hả? Dạ câu đủ một chiên à, anh ơi. Câu đủ một chiên là em nghĩ câu à. Giật quá mạnh. Ăn đập cho cá nhỏ nó đi ăn lấy cá bự á. Đập cá nhỏ đi đó kìa.
chưa có gì dần giật để cho nó sợ nó chạy giật lên cho cá nhỏ nó sợ đó. Nó thấy tình hình không ổn rồi, đi đi kiếm nữa. Rồi đây đội để điểm câu các bạn ơi, bữa nay mình cắt hết đồng này luôn các bạn, đây nguyên cánh đồng này luôn các bạn ơi, không biết rồi không nữa nè. Nó kéo rồi, giật hồi nãy rồi. Cá bự, cá rô bự nè chỗ này. Cá lóc kiến đó các bạn. Nó. Hết mồi rồi. Nó ăn lâu á. Nó lâu đặng nó kéo vô con bọng hồi dính luôn á. Cổ lớn thôi, thì biết như hoàn thành. Cho lặn vui giỏi. Nó làm cho bạn đó. Ý bạn. Chúng tôi cạp luôn thôi.